Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2019 và 50 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự cầu truyền hình trực tiếp bài ca kết đoàn tại Thừa Thiên Huế. Với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, trong nửa thế kỷ mang họ Hồ, nhưng tình cảm, niềm tự hào của người dân nơi đây vẫn luôn đong đầy, vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Du lịch Thừa Thiên Huế vẫn đang giữ được sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, vấn đề nâng cao giá trị dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách vẫn đang còn là nỗi trăn trở của những người làm du lịch. Thưa quý vị, trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và trong bản di chúc thiêng liêng của Người đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức như vực độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này, vào tối qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp bài ca kết đoàn. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật mang tới nhiều cung bậc cảm xúc, góc nhìn khách quan và lạc quan về hành trình 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Thừa Thiên Huế là địa phương cùng với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An vinh dự thực hiện cầu truyền hình bài ca kết đoàn. Tham dự sự kiện tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cả đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cố đô Huế là nơi đã ghi dấu ấn đậm nét những kỷ niệm thuở thiếu thời trong 10 năm Bác Hồ sinh sống và học tập tại đây. Đặc biệt là địa danh Trường Quốc học Huế, cái nôi ươm mầm tri thức và tài năng cách mạng cho miền Trung và của cả nước. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa lên tượng Đài Bác được đặt trang nghiêm ngay tại sân trường Quốc học. Là một trong bốn điểm cầu của bài ca kết đoàn, chương trình tại Huế có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, học sinh trên địa bàn biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng lễ dâng hoa dưới tượng Đài trường Quốc học Huế. Phóng sự cội nguồn của đoàn kết phát triển tư tưởng đoàn kết dân tộc trong quãng thời gian người ở Huế, giới thiệu về trường Quốc học Huế nơi Nguyễn Tất Thành tham gia học tập những năm 1907-1908, các công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế. Với sự đầu tư trong kịch bản, hình thức truyền tải nội dung, chương trình ba ca kết đoàn là một dấu ấn để kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới của đất nước, đồng viên cán bộ và nhân dân tích cực thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình lần này là tiếp tục để mà đi sâu vào một cái nội dung, đó là nội dung đoàn kết, để mà đáp ứng cái yêu cầu phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong cái xu thế hội nhập phát triển hiện nay. Điểm đặc biệt của điểm cầu Huế trong chương trình lần này đó chính là sự tham gia biểu diễn của rất là nhiều đơn vị. Mỗi tiết mục lên đến 9-10 đơn vị cùng tham gia và có những tiết mục lên đến gần 1.000 người. Và đây là một sự cố gắng rất lớn của ekip thực hiện chương trình cũng như là mỗi người dân tại Huế. 140 phút của chương trình ba ca kết đoàn đã đưa người xem đi qua bốn chương: đoàn kết để thống nhất đất nước, đoàn kết để phát triển đất nước, trong sạch để giữ khối đại đoàn kết, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Với 13 phóng sự được thực hiện khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử, truyền tải những câu chuyện ý nghĩa về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về thành quả và cả những trăn trở tồn tại sau hành trình 50 năm thực hiện những di nguyện chạy bóng của Người để lại trong di chúc. Là một trong bốn điểm cầu của chương trình, cố đô Huế là nơi đã ghi dấu ấn đậm nét những kỷ niệm thuở thiếu thời trong 10 năm Bác Hồ sinh sống và học tập tại đây.
Chính vì vậy, khi tham gia vào chương trình này, tuổi trẻ Huế nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung càng nhận thức rõ hơn tình cảm của Bác dành cho thanh niên, cũng như những ước nguyện của Người về một thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên, để từ đó nguyện rèn luyện tu dưỡng để gánh vác sự nghiệp vẻ vang mà Bác và cha anh đã để lại. Bản thân con cũng như các bạn học sinh khác cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi được làm một phần của buổi lễ ngày hôm nay, ngày kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Và với tư cách là một học sinh quốc học, chúng con tự hứa với lòng mình rằng mỗi ngày phải cố gắng học tập thật tốt để có thể làm theo những gì Bác đã dặn. Thưa quý vị, kết đoàn là từ khóa được Bác nhắc đến rất nhiều trong các cuộc hội họp, meeting, gặp gỡ với nhân dân nhằm đề cao tinh thần đoàn kết, một trong những nguồn lực quan trọng để tạo nên chiến thắng của cách mạng. Tinh thần đoàn kết là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Và thừa hưởng tinh thần ấy, Bác đã phát huy và nâng tầm thành những tư tưởng mới, tư tưởng đoàn kết vì một Việt Nam phồn vinh, vì một Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân ấm no hạnh phúc. Và bài ca kết đoàn thực sự đã mang đến cho người xem những cảm xúc mới để cùng thấm thía hơn những lời dạy của Bác trước khi đi xa, để cùng nhìn lại quãng đường 50 năm rất đổi gian truân và tự hào để cùng thực hiện tốt hơn những di nguyện của Bác. Với Đảng bộ và nhân dân huyện A Lưới, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây cũng là mốc thời gian đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây mang họ Bác Hồ. Trong nửa thế kỷ mang họ Hồ, những tình cảm, niềm tự hào của người dân nơi đây vẫn luôn đong đầy, vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thì khi mất Bác á, thì năm 69, mà ai á, là có họ rồi, á, họ mình á, họ có họ rồi mà muốn là nhớ Bác, thương Bác, tạ ơn Bác, thì Bác Hà Hồ thì bỏ giờ mình cụ mà Bác Hà Hồ. Quý Bác Hồ là người cha nghe anh. Đó là một trong những câu chuyện được già làng Hồ Văn Rang chia sẻ cho các thế hệ trẻ về họ Hồ của đồng bào các dân tộc A Lưới. Trên di tích lịch sử Hội nghị Diên Hồng tại xã Bắc Sơn, nơi từng diễn ra buổi lễ tuyên thệ của các đồng bào dân tộc A Lưới, đoàn kết một lòng theo đảng, những câu chuyện về Bác, về truyền thống chống Mỹ được các già làng kể lại thông qua những buổi nói chuyện như thế này. Tuổi trẻ chúng tôi sẽ cố gắng tiếp bước những giá trị tốt đẹp và những truyền thống của Chủ tịch Hồ, những truyền thống, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại. Là một người con cháu của Bác cố, em rất vinh dự khi được mang họ Bác. Khi tự hào mang họ Bác thì em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành con cháu ngoan của Bác Hồ. Ngược dòng lịch sử, tháng 9 năm 1969, sau khi nhận được tin Bác qua đời, với niềm tiếc thương vô hạn, đồng bào các dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế đã đồng lòng nhận họ Hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm họ của mình. Hiện nay, gần 12.000 người mang họ Hồ trên địa bàn huyện A Lưới. Với niềm tự hào là những người con mang họ của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện A Lưới tiếp tục phát huy truyền thống tiền công cách mạng, vững vàng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện những lời căn dặn của Bác trong bản di chúc thiêng liêng của Người. Với một cái sự vinh dự và cái sự tự hào thiêng liêng khi được mang họ Bác Hồ, luôn luôn cụ thể hóa vào các chỉ tiêu kinh tế xã hội, vào cái việc xây dựng tư tưởng, giáo dục tư tưởng chính trị cho không chỉ cho đảng viên, không chỉ cho cán bộ công chức viên chức mà cho toàn dân biết cái giá trị của họ Hồ trên địa bàn A Lưới. Đã 50 năm, ngày đồng bào các dân tộc A Lưới mang họ Hồ cũng là 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Người. Đời sống của nhân dân ngày càng đổi thay. Nói theo tấm gương của Bác, đồng bào nơi đây luôn vượt qua khó khăn trở ngại để vươn lên, để tranh chạy đại ngàn trường sơn hùng vĩ. Những người con mang họ của Bác sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng của vùng đất này. Sáng nay, đông đảo người dân và du khách thập phương đã về tham dự giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quy tụ hàng trăm vận động viên nam nữ đến từ địa phương có thể mạnh đua ghe của các huyện, thị xã và thành phố Huế. Giải đua năm nay ghi nhận những màn tranh tài sôi nổi hấp dẫn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Tham dự giải đua lần này có 250 vận động viên đến từ 9 đội của các huyện, thị xã, thành phố. Các đội thi đấu theo thể thức 3 vòng 6 trảo đồ cúng và đồ phá, 2 vòng 4 trảo ở các đội tiền. Tôi thấy cuộc đua hôm nay là rất quyết liệt và tinh thần thượng võ. Trời im, thấy chưa? Mát mẻ, bà con quay rất vui.
Năm nay, lần đầu tiên ngoài đua ghe truyền thống 12 người, ban tổ chức đưa vào thi đấu nội dung 9 người. Tiến tới tổ chức thường xuyên và làm phong phú các nội dung đua ngày hội. Năm nay thì đối với ghe 12 thì hiện nay là có 9 chiếc ghe đại diện cho các huyện thị, xã và thành phố. Riêng cái loại hình ghe 9 thì sắp đến cũng trong cái chương trình đua xe đạp Cua Đại Huế thì có tổ chức cái loại đua ghe 9, và ghe 9 thì chúng tôi dự kiến khoảng 15 chiếc. Và cái ghe 9 thì nó tập trung ở các cái làng, thôn bản của các địa phương. Và hy vọng không những là hôm nay mùng 29 nhưng mà 21 tháng 9 sắp đến là chúng tôi đưa cái loại hình ghe 9 người, 9 vận động viên để làm thế nào có cơ hội cho các vận động viên, đặc biệt là cái hoạt động này nó được duy trì thường xuyên. Đây là lần thứ 31 Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội đua ghe truyền thống kỷ niệm ngày Quốc khánh. Hoạt động cộng đồng này đã góp phần tạo nên không khí sôi động vui tươi cho ngày hội lớn của đất nước. Trong ngày 2 tháng 9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan các điểm thuộc di tích Cố đô Huế cho du khách là người Việt Nam. Chính vì vậy, lượng khách đến tham quan nhiều hơn so với ngày thường. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ hoạt động văn hóa cũng đã được tổ chức trong ngày này nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan thưởng thức văn hóa của người dân và du khách. Đây là lần thứ tư chị Nguyễn Thị Trinh quê Thanh Hóa đến Huế, nhưng là lần đầu tiên chị đến Đại Nội để thực hiện bộ ảnh với áo dài được may ở Huế. Sau đó chị có kế hoạch đi các địa điểm nổi tiếng khác là Lăng Từ Đức, Khải Định, Đàng Nam Giao và Điện Hòn Chén. Lần đầu tiên có ý tưởng là thực hiện một album ở đây thì em thấy là ở đây lần nào đi cũng vẫn là đẹp nhất ở trong lòng mình. Không chỉ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ hệ thống lăng tẩm, đền đài, di tích lịch sử nhân ngày lễ trọng đại này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức trình diễn tái hiện phiên gạc của Cấm vệ quân cung đình, biểu diễn tiểu nhạc, đài nhạc, ca Huế cùng cả chương trình âm sắc hoàng cung, bắn 21 phát súng thần công tại phía Nam Kỳ Đài Huế phục vụ du khách thập phương. Hôm nay là ngày Quốc khánh của Việt Nam, là ngày cũng là ngày cảnh được ta lần đầu tiên được có được sự độc lập, nên muốn vào đây để tham quan di tích của mình. Ở xã cũng cho du khách, nó sẽ tạo điều kiện cho du khách có cơ hội, những người có không có điều kiện có cơ hội tham quan những di tích của cố đô Huế mình ngày xưa. Được biết trong 7 tháng đầu năm, khu di sản Huế đã đón hơn 2,1 triệu lượt khách, trong kế hoạch thu hút 4,7 triệu du khách trong năm 2019. Du lịch Thừa Thiên Huế vẫn đang giữ được sự tăng trưởng ổn định, trong đó đáng chú ý là lượng khách quốc tế lưu trú và sử dụng các dịch vụ ngày càng tăng cao. Đây là tín hiệu đáng mừng, ghi dấu những chuyển dịch đúng hướng. Tuy nhiên, vấn đề nâng cao giá trị dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách vẫn đang còn là nỗi trăn trở của những người làm du lịch. Tại các khách sạn 4 năm sao ở Huế, lượng khách lưu trú tăng khá cao trong những tháng đầu năm nay. Ước đến cuối tháng 8 năm 2019, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đón gần 3 triệu lượt khách, tăng 5,15% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.240.000 lượt, tăng 7,7%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Các thị trường khách quốc tế đến Huế đều tăng, dẫn đầu bảng là khách Hàn Quốc. Khách Thái Lan cũng đã trở lại vị trí thứ hai. Đây là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng trưởng 122% so với cùng kỳ. Các thị trường khách du lịch truyền thống như Pháp, Mỹ, Đức tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu khách quốc tế. Tôi rất hài lòng khi lưu trú tại khách sạn này, các dịch vụ nhân viên phục vụ rất tốt. Mặc dù lượng khách lưu trú rất đông, nhưng họ vẫn luôn đảm bảo làm hài lòng khách. Các cái thị trường của khách tới Huế chúng ta, thì và hai nữa là đặc biệt nhất là về cái giá trị của cái dịch vụ của chúng ta được nâng lên. Và hiện nay thì tất cả các hệ thống khách sạn chúng tôi cũng đã hội ý, đã họp và cũng đã trên quan điểm rằng thì chúng ta làm đúng theo cái giá trị của nó. Thì cho vậy là hy vọng rằng thì cái thời gian này và cái thời gian tới thì với cái chất lượng và đặc biệt nhất là cái hệ thống giá đối với các cái hệ thống khách sạn 4, 5 sao ở Huế thì nó sẽ cao hơn. Lượng khách và doanh thu tăng trưởng hàng năm. Tuy nhiên, thực tế, mức chi tiêu của du khách khi đến Huế còn rất khiêm tốn, khoảng 60 đô la Mỹ mỗi khách một ngày, chủ yếu là lưu trú, ăn uống, vận chuyển. Thời gian lưu trú của khách hiện nay vẫn chưa vượt con số 2 ngày. Khai thác phát triển dịch vụ xứng tầm, nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm nhằm tăng giá trị dịch vụ, tăng mức chi tiêu của du khách là vấn đề đáng quan tâm của ngành du lịch. Muốn tăng cái giá trị của sản phẩm du lịch thì chúng ta phải xây dựng những cái sản phẩm du lịch đó hoàn chỉnh hơn, hấp dẫn hơn và đặc biệt là có cái sự cạnh tranh cao hơn. Thì chúng ta hay xây dựng những sản phẩm du lịch khi mà các doanh nghiệp chúng ta đang còn khó khăn thì hay cắt bớt những cái sản phẩm du lịch về chất lượng.
Đối với du lịch, sản phẩm dịch vụ là vấn đề cốt lõi để phục vụ thu hút khách và nâng cao giá trị thương hiệu. Ngành du lịch cần có định hướng dài hơi cho phát triển sản phẩm du lịch. Cần phải tạo ra một số những cái mô hình tập trung, ví dụ như là những cái khu ẩm thực thể hiện được những cái tập trung và tinh hoa của ẩm thực Huế, những cái trung tâm mua sắm, những khu vực giải trí. Huế phải chuyển mạnh từ cái hướng phát triển về số lượng, về chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu và tăng cái chất lượng lên. Phải có những cái nơi để trưng bày, những cái nơi mua sắm tập trung để mà tạo ra cái điều kiện cho họ cái du khách họ có chỗ để họ mua bán. Chúng ta có những cái loại hình du lịch mà có thể là khai thác được cái dịch vụ, cái giá trị cao cấp. Thì sắp tới ta có rất nhiều triển vọng. Khoảng năm 2020 khi một loạt các cái sân golf được đưa vào, và đặc biệt là cái casino đưa vào, thì cái giá trị dịch vụ chúng ta Huế sẽ thấy rất rõ. Với sự nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển sản phẩm, chủ trọng đầu tư vào dịch vụ cao cấp, thu hút các nhà đầu tư mạnh, có thương hiệu để có những sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh, xứng tầm, du lịch Thừa Thiên Huế hướng đến nâng cao giá trị dịch vụ du lịch nhằm tạo sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Thừa Thiên Huế là địa phương có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề nổi tiếng, và điều biệt khai thác tốt thì sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Trong năm nay, ngành công thương cũng đã rất nỗ lực trong tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, nhiều hợp đồng kinh tế cũng đã được ký kết, đem lại cơ hội phát triển mới cho các làng nghề. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn và Làng nghề 2019. Là cơ sở sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cỏ bàng, tham gia hội chợ lần này, cơ sở cỏ bàng NX xã Phong Bình, huyện Phong Điền đã tìm được đối tác để sắp tới ký kết đơn hàng xuất khẩu sản phẩm ống hút thân thiện môi trường làm từ cây cỏ bàng. Đồng thời, cơ sở còn thực hiện cung ứng sản phẩm lâu dài cho các đại lý ở các tỉnh thành khu vực miền Trung, giải quyết mỗi lo đầu ra cho sản phẩm. Mặc dù thường xuyên cải tiến mẫu mã với hơn 300 sản phẩm, nâng cao chất lượng và hàng giả thành, song lâu nay, các sản phẩm làm từ nguyên liệu cỏ bàng khó tiêu thụ do cơ sở chưa có cửa hàng trưng bày sản phẩm ở thành phố, chủ yếu bán cho khách du lịch nhỏ lẻ khi tham quan tại địa phương. Tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ là cơ hội tốt để cơ sở quảng bá thương hiệu, giới thiệu các mẫu mã mới và tìm kiếm các đối tác làm ăn. Tại hội chợ lần này, cơ sở ký hợp đồng cung cấp sản phẩm cho một số siêu thị, nên sắp tới sẽ tập trung sản xuất để đáp ứng đủ đơn hàng. Tính đến bây giờ thì cơ sở có khoảng trên 300 mẫu, tất cả các loại, và hầu như tất cả các mẫu đều có thể bán được, và nhiều nhất là giỏ sách. Tham gia hội chợ lần này, các huyện vùng cao miền núi như Nam Đông, A Lưới cũng có dịp đưa các sản phẩm đặc sản, nông sản, làng nghề của mình để giới thiệu đến người tiêu dùng. Các cơ sở hy vọng qua hội chợ vừa bán được hàng, vừa có dịp để quảng bá thương hiệu hàng hóa của mình đến với du khách và người dân địa phương. Cái gì của địa phương đều mang được để tham gia hội chợ. Chúng ta thấy đây là một hội chợ được kết nối tất cả là các chuỗi hàng. Từ một doanh nghiệp nhỏ đến một doanh nghiệp lớn, chúng ta không phân biệt. Hội chợ không chỉ có sự tham gia của cả cơ sở công nghiệp, làng nghề của địa phương, mà còn có sự tham gia của nhiều làng nghề trong cả nước. Họ đến Huế vừa bán được sản phẩm, vừa quảng bá thương hiệu và ký kết các hợp đồng kinh tế. Tham gia hội chợ này thì nói chung là mình cũng kết nối được với nhiều bạn hàng ấy. Tất nhiên là rất là có lợi thì mới đi rồi. Cái hội chợ đợt này thì chúng tôi nghiêng về triển lãm giới thiệu là chủ yếu và tập trung ở cái sản phẩm công nghiệp nông thôn và cái làng nghề truyền thống, bởi hai cái lĩnh vực này hiện nay Huế đang có tiềm năng và đang có chiều phát triển tốt, và qua đó thì cũng để cho các địa phương là giao lưu với tỉnh Thừa Thiên Huế để chúng ta học hỏi những cái gì mà địa phương khác có và hay, và nó tiếp xúc được tỉnh thị trường thì chúng ta học tập. Những ngày diễn ra, hội chợ thu hút trên hàng ngàn lượt người đến tham quan và mua sắm, doanh số bán hàng đạt gần 4 tỷ đồng. Mặc dù trên địa bàn hiện có nhiều siêu thị, trung tâm thương mại với đầy đủ chủng loại hàng hóa, song người dân và du khách vẫn thích đến tham quan và mua sắm tại hội chợ, bởi ở đây có khá nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trong cả nước. Thưa quý vị, lượng mưa trong những ngày qua đã khiến những cánh rừng tại Thừa Thiên Huế giảm bớt nguy cơ cháy. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cơ quan chức năng, các chủ rừng tiến hành thống kê, đánh giá khả năng phục hồi rừng sau khi cháy và xây dựng kế hoạch cụ thể để trồng mới với những diện tích không còn khả năng phục hồi.
Sau vụ cháy ngày 28 tháng 6 tại khoảnh 5, khoảnh 6, tiểu khu 151 và khoảnh 4, tiểu khu 152, gần 49 hectare rừng thông hơn 30 năm tuổi đã bị thiêu rụi. Hiện công tác kiểm kê đánh giá toàn bộ diện tích thiệt hại về cơ bản đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy hoàn thành. Qua kiểm tra phân loại, hiện có 6,7 hectare rừng thông nhựa có khả năng phục hồi, 42,2 hectare rừng thông còn lại bị thiệt hại hoàn toàn. Đối với diện tích rừng thông không thể phục hồi này, ban đang xây dựng phương án trên cả cấp để thanh lý và tiến hành trồng mới. Đơn vị cũng đã cho đi kiểm tra và đo đếm và cũng có công văn gửi sở, gửi ngành để mà xin thanh lý từng thu cái rừng này để trồng lại cái rừng lớn, đặc biệt là rừng bản địa. Thì đơn vị đang nhận định những cái loài nó cây lạc hoa, cây huỳnh và một số cây bản địa khác để trồng trên khu vực chính thân địa này. Thống kê của Chi cục Kiểm lâm từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 30 vụ cháy, thiệt hại 150 hectare rừng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do nắng nóng gây gắt kéo dài làm lớp thực bì cả cảnh rừng khô dễ bắt lửa, kết hợp với gió tây nam thổi mạnh tạo ra nhiều điểm cháy, phát triển lây nhanh khó kiểm soát. Hiện công tác kiểm đếm, thống kê toàn bộ diện tích rừng bị cháy để đánh giá diện tích có khả năng phục hồi sau cháy và xây dựng kế hoạch trồng mới đối với những diện tích rừng không thể phục hồi đang được ngành lâm nghiệp và chính quyền cả cấp gấp rút triển khai. Thì về mặt tiến độ thời vụ thì chúng tôi từ tháng 9 đến tháng 10 thì tập trung cho công tác chuẩn bị hiện trường, đào hố và cây giống. Còn tháng 11, tháng 12 thì tiến hành trồng. Thời gian để làm khắc phục chúng tôi sẽ tiến hành kiểm lâm trong tháng hoàn tất trong tháng 12 của 2019 và diện tích rừng này sẽ được tiến hành chăm sóc trong vòng 3 năm để đảm bảo thành rừng trả lại màu xanh trên diện tích đã cháy. Dự báo thời tiết trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc phương án 4 tại chỗ, 5 sẵn sàng về phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền cho người dân tuyệt đối không đốt thực bì trong mùa nắng nóng. Đồng thời xác định rõ mục tiêu phục hồi lại rừng bị cháy là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.